Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thưa các bạn, ban nãy thì admin đã giới thiệu với các bạn về thông tin token UTD, một dự án BLEO đã list sàn. Và để cho anh em hứng khởi hơn thì admin tiếp tục hướng dẫn các bạn tiếp về một dự án BLEO nữa. Và hy vọng dự án này cũng sẽ giúp anh em bội thu trong mùa coin follow. Và các bạn vẫn còn nhớ là vào năm ngoái thì những dự án BLEO trở nên rất là hot bởi vì giá trị rất tốt. Và năm nay thì hy vọng với đà phục hồi của Bitcoin, chúng ta sẽ thấy được những giá trị tốt hơn đến với từ BLEO. Để tham gia dự án ngày hôm nay thì các bạn vào link dưới video, sau đó các bạn mở link ra, chúng ta sẽ chat robot. Các bạn nút start. Sau đó thì các bạn sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ, đó là join vào kênh Telegram này. Rồi stop back lại. Bây giờ thì các bạn con tin cho mình nhé. Ta sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ. Sẽ có một cái captcha, các bạn chọn hình ảnh giống hình ảnh mẫu nhé. Rồi, mình đã điền chính xác là tiếp tục là chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên. Ở đây thì do Telegram thì mình bàn lại là do rồi, các bạn có thể con tin. Trong nhiệm vụ tiếp theo thì đó sẽ là nhiệm vụ, các bạn sẽ chọn một trong các nhiệm vụ ở đây. Các bạn ấn vào download do Chain Snapper. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái link. Hiện tại thì mới hỗ trợ cho Android, chỗ hỗ trợ iOS. Các bạn vào download Rapper, chúng ta mở link ra. Rồi các bạn dùng máy tính thì có một cái cách, đó là các bạn có thể tìm từ khóa của tên token Challenge Me Terra Message. Các bạn chờ một chút, admin sẽ tiến hành tải ứng dụng. Các bạn khi tìm thì nhớ là cái ứng dụng phát triển từ nhà phát hành Quest Browser này. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Trong lúc mình đang tiến hành cài đặt thì ta sẽ cùng chém gió một tí. Như các bạn đã thấy là hôm qua thì mình cũng đã dự đoán về giá Bitcoin khá là đúng. Và khi mà mình cũng đã nói trước trong những cái video trước đây, đó là ETF lần này khả năng từ chối rất là cao và gần như là không có khả năng thông qua. Đây là hiện tượng hết sức bình thường và phần lớn trader đã chuẩn bị cho cái tâm lý này rồi. Nên là cái ETF giờ cũng không còn quá quan trọng cho bằng việc các nhà tổ chức đang nhảy vào thị trường. Chính vì thế là thời điểm này các bạn có chen coi thì cũng cứ bình tĩnh, có thể có nhịp lên, có nhịp xuống, đó là chuyện bình thường ở trong bất kỳ một cái lĩnh vực chứng khoán tài chính nào mà các bạn tham gia. Kể cả vì coi chúng ta cũng được xếp gần như là chứng khoán và tài chính. Các bạn khi chúng ta tải ứng dụng Chainlist này thì các bạn cần nhớ là chúng ta sẽ cần phải đăng nhập với cái Telegram của chúng ta mà đã đăng ký trước đây. Cái qua thông qua việc đăng nhập thì nó sẽ có thể xác định được là các bạn đã tải ứng dụng được hay chưa. Bạn phải đăng nhập với chính Telegram chúng ta đang làm dự án này. Con tin. Đó, các bạn có thể thấy ở đây. Bây giờ thì chúng ta có thể ấn yes nhé. Thank you.
Bên trong Gmail các bạn có hai hình thức để các bạn config. Hình thức thứ nhất là chúng ta sẽ vào config email address. Hình thức thứ hai là các bạn sẽ copy phần code. Mình sẽ làm cả hai hình thức luôn. Chúng ta sẽ ấn vào luôn cái phần link config. Và các bạn chờ đợi trong giây lát, ta mở lại. Hoặc là bên cạnh đó thì ta có thể ấn vào phần khác. Config code này. Ấn vào config code cũng được. Ta bây giờ sẽ điền lại cái code mà chúng ta đã nhận được từ email. Rồi, như vậy là mình đã config thành công. Ta là follow tester và retweet admin bot. Bạn click here. Bạn vào follow tester. Dự án này sẽ có sát sẽ sớm được IAO này. Mà không biết IAO ở đâu nữa các bạn ạ. Nó sẽ có một IAO đầu tiên ở trên sàn Probit. Như vậy là cái token sau khi chúng ta nhận được thì sẽ list sàn luôn này. Follow và retweet là pinpot. Sau đó các bạn gửi cho nó cái ưu lên. Bây giờ chúng ta sẽ làm like và retweet pinpot này. Sau đó các bạn avatar copy và ưu lên. Các bạn thể thấy là trên kênh chúng ta có quá khá nhiều dự án cho anh em làm. Đây cũng là điểm nổi bật của kênh chúng ta. Ta vào câu to next step. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ click here. Tiến đến Reddit. Ta sẽ tham gia kênh Reddit. Sau đó thì các bạn gửi cho nó cái phần view lên. Gửi cho nó cái account link. Ta join. Bạn thì bắn cho nó vài cái mũi tên upload. Rồi. Bước tiếp theo các bạn vào avatar vào my folder file, copy phần folder link. Paste folder link phía dưới đây là được. Rồi chúng ta ấn vào câu to next step chuyển sang bước tiếp theo. Bây giờ thì công việc các bạn nó sẽ là dán một cái địa chỉ vimeo của bạn. Rồi vimeo thì có rất là nhiều vimeo ở trên ứng dụng điện thoại. Các bạn thể dùng O3 này, các bạn thể dùng vimeo của APH này, rồi các bạn có thể dùng các cái dạng vimeo khác nhau, rất là nhiều dạng vimeo cho các bạn thoải mái lựa chọn. Còn đối với chúng ta làm lốp vì là admin làm video ở trên đây trực tiếp cho các bạn, thì các bạn tiện theo dõi nên mình sẽ dùng Neo Checker. Neo Checker cũng là ví rất là tiện lợi để các bạn quản lý nó thông qua một cái private key. Chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví. Rồi, sau khi các bạn có được địa chỉ ví rồi thì các bạn sẽ trở lại đây và các bạn paste địa chỉ ví phía dưới đây. Nhớ nhá, đây là ví Neo không phải ví ADC20, các bạn lưu ý. Chúng ta vào config. Mà cũng thông tin luôn anh em là các bạn là chưa biết cách tạo ví Neo thì có thể tham khảo trong tiểu mục hướng dẫn tạo ví Roboti. Thì em đã có cái hướng dẫn cụ thể về các bạn cách tạo ví Neo Checker cũng như là tạo các một số dạng ví Neo trên điện thoại. Bây giờ các bạn thể ấn vào balance chắc số token chúng ta kiếm được. Vậy là mình đã hiển thị trong ví là 600 token TML. Không biết là một số nhiệm vụ kia thì đã cập nhật đầy đủ chưa. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nhận token
TML, một dự án sẽ sớm được list IO ở trên sàn Probit. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn like, subscribe kênh Nhâm Lan kênh mình phía dưới. Nếu các bạn cần bán quyền để lạc min, mình sẽ thu mua toàn bộ token đã lên sàn của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn trong các video tiếp theo.